Metaba một chỗ trống trong trò chơi, dẫn đầu sự phát triển của Gafisuyo. Nơi game thủ kiểm soát bản thân, gặp những trận đấu vui vẻ và căng thẳng với những người khác, hoặc sẽ là nhau để đánh bại các hộp. Để kiếm được nhiều phần thưởng, họ đã cho tôi dựa trên trò chơi máy bay ném bom. Và bạn biết đã là trò chơi thời thơ ấu yêu thích của chúng tôi. Do đó tôi tin, tối thiểu chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý dành cho game thủ NFT và các nhà đầu tư. Hệ thống anh hùng của Metabum rất linh hoạt, với hơn 100 anh hùng. Mỗi người trong số họ có ngoại hình và khả năng đơn vị trong riêng. Các trận đấu, có 3 cách để thu thập anh hùng trong Metabum. Mở hộp anh hùng phá vỡ hòm mi tư và đánh bại các tùy chọn anh hùng trên thị trường. Bây giờ bạn có thể bắt đầu cắt nhỏ anh hùng năng này. Lượng trên lưỡi thị trường và sửa chữa trong phút. Năm nay như một cuộc phiêu lưu trong cuộc chiến giữa các bang. Sức mạnh của anh hùng của bạn coi là quan trọng và danh tiếng của bạn. Bạn nên chú ý đến những điều này. 3 loại thuộc tính: lớp anh hùng và hiếm anh hùng. Về Hizoshita, đây là một ngôi sao cho mỗi máy bay ném bom. Tiếp tục với các lớp anh hùng, chúng tôi có tới 5 lớp bao gồm cả Uin. Sát thủ có thể hỗ trợ trong Jenga và ốm. Mức độ hiếm từ phổ biến đến Major. Hệ thống ở đây trông thật đáng kinh ngạc. Không chỉ về anh hùng, chúng tôi cũng có hệ thống bom năng lượng. Một vật phẩm chống cực kỳ quan trọng trong trò chơi mà người chơi có thể sở hữu bằng cách mở hộp bom, mở hộp bí ẩn hoặc tham gia tạm dừng hơn. Cũng có hiếm, dàn các anh hùng trong sức mạnh của bom phụ thuộc vào là anh hùng hiếm. Khi được trang bị bom, chúng tôi có sức mạnh đáng kể với các yếu tố kỹ năng đẹp. Hơn nữa, chúng tôi cũng có một hệ thống nhà và khách sạn cho những người chơi phục hồi năng lượng cho tàu ném bom của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong ngày. Tiến lên, tôi chỉ im lặng một chuyến đi của hệ thống năng lượng tạo ra một quả bom. Cũng có nhiều game thủ bao gồm cả Chessy Farm, trận đấu Basi Haniner, B2B và giải đấu để chúng tôi vui chơi với trò chơi. Đây là một số cảnh quay demo từ trò chơi. Khá tuyệt vời phải không? Tôi không thể đợi trò chơi cuối cùng được phát hành năm nay. Vì vậy, đó là tất cả về hệ thống thực thể trong trò chơi, trong Metabum. Tiếp theo chúng ta sẽ phải xem xét kinh tế. Mã thông báo NTB là một người đàn ông trong tiền tệ trò chơi. Sẽ được sử dụng cho các chức năng, điều hành cấp độ anh hùng và cũng thưởng cho người chơi, đồng thời giống hệt nhau để đánh bom cờ Zipto. Đây là phân bổ mã thông báo. Bạn có thể xem nó trước khi đưa ra quyết định đầu tư của bạn. Để tạo ra một nền kinh tế bền vững, họ đã thiết kế một hệ sinh thái kinh tế chi tiết thực sự bên trong trò chơi với sự tương tác giữa mã thông báo, NFT và bản thân trò chơi tính phí từ mọi hoạt động. Chúng tôi quay trở lại phần thưởng bùng nổ và sau đó thưởng lại cho người chơi. Nó sẽ giúp giữ phần thưởng bùng nổ người chơi ổn định và khỏe mạnh. Bạn có thể đến sách trắng để đọc thêm về hệ sinh thái. Tiếp tục là một dự án điện thoại di động. Chúng tôi chắc chắn cần một đội tuyệt vời, đúng không? Vì vậy ngay tại đây bạn có thể thấy rằng CEO của chúng tôi là Google, người đã có 10 năm kinh doanh trực tuyến chửi thề, tiếp thị trực tuyến và sản phẩm công nghệ xây dựng. Tiếp theo là CEO đang đưa ra một giải pháp. Tôi có thể tham gia một trong những công ty lớn hơn trong ngành công nghệ Việt Nam với 15 năm tinh thần của anh ấy. Trong khi CMO đang đi vào người có hơn 10 năm tinh thần, tiếp thị trực tuyến và phân tích chức năng. Đó là 3 người đứng đầu đội Midenbank. Và chúng ta có thể thấy rằng chúng thực sự có tinh thần kinh doanh trực tuyến. Và tiếp thị là một trong những khía cạnh quan trọng để làm cho trò chơi trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tôi không thấy bất kỳ thành viên nào nhóm có kỹ năng cao về tạo trò chơi. Hơn nữa, chúng tôi cũng có một cố vấn bóng bao gồm Logan Lone trên CMO và người sáng lập PCC, quân đội và hang đơn cho vay CEO. Và số đối tác nổi tiếng ủng hộ dự án của anh ấy. Lăn sông trong vai con gái của anh ấy là Ami. Các liên doanh TK vốn lớn rất vuông. Theo bản đồ dắp, trò chơi chính thức sẽ diễn ra vào tháng 5 chỉ này. Chỉ trong vài ngày nữa, các bạn nên bắt đầu nghiên cứu và mua các anh hùng trống nếu bạn muốn chơi trò chơi này. Bài kiểm tra mà câu hỏi đã được đưa vì ra. Vì vậy các bạn có thể kiểm tra điều này đưa trước ra quyết định đầu tư của bạn. Tôi sẽ có một video đánh giá về trò chơi sau cho các bạn. Trong tháng tới, họ sẽ phát hành cả hai phiên bản và xây dựng Metaverse vào cuối 2022. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về Metabank và kế hoạch sắp tới trong 2022. Với tôi, Metabank có một số tiềm năng trở thành quả bom củ tiền điện tử trong 2022. Và tôi tin rằng trò chơi này chắc chắn sẽ thành công. Năm nay các bạn nghĩ gì về trò chơi này? Bình luận bên dưới để cho chúng tôi và biết. Và chúng ta có thể thảo luận cùng nhau. Bạn thích video này và thấy hữu ích? Đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi các tập.
Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.